Xin chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Rio là một video để review 4 mẫu tép kèn Titan cao cấp nhất ở cửa hàng Tùng Nguyên Rio và một đôi phân thần để chuyên ráp vào các cái cấu hình tép như thế này. Thì các cái cấu hình như này thì các bác cứ ráp cho em là full đơn 30 là ok, đánh cực kỳ hay. Đầu tiên thì chỉ có một chiếc phân thần thôi. Đây, phân thần đây. Phân tần này có mã là BL-2, chạy hai con chởi nhôm màu tím, 4 con tụ trắng sữa và một bóng câu trì. Để một bóng câu trì để chống cháy tép, mạch màu vàng. Khi các bác đặt hàng mẫu phân tần này, đọc mã cho em là BL-2. Đấy, BL-2 các bác nhé. Và một mẫu tép LG. Tép LG này là củ từ là 120 và côn 4, nắp nhôm hình bông hoa. Đây là dòng tép cao cấp. Đấy, các bác nào mà chơi 30 và cao cấp thì chơi cặp tép này. Và một cặp tép giờ xếp LD253, củ từ 120-14. Các bác lưu ý nhá, nhà cửa hàng Tùng Nguyên Audio có hai mẫu tép giờ xếp. Một loại là LD253 từ 120-14, một loại là L850 từ 140-14, chạm nhún màu vàng. Cũng đều là lắp nhôm cả, nhưng con này khỏe hơn và đánh các cấu hình bát 40-76 hoặc là đánh 30, công suất cực lớn mới đánh cặp tép này. Đấy, con này gen xoáy, con này là bát ốc. Thì con này là bắt ốc thì Tùng Nguyên sẽ tặng cho các bác một đôi bích nối như này. Đấy, tặng bích nối để chuyển sang gen xoáy giống như con này các bác nhé. Các bác lưu ý hai mẫu tép giờ xếp này. Và cửa hàng của Tùng Nguyên Radio có review một mẫu tép 450 leo neo bi. Đấy, các bác chơi với gen xoáy thì nó cũng giống như cái con này này. Em Tùng Nguyên sẽ đều tặng cho các bác bích nối như này này để chuyển sang gen xoáy. Đây là dòng tép neo bi côn 4 côn dây dẹt. Tất cả những cái dòng tép ở đây, 4 loại tép này, các bác cứ giáp cho em với các cấu hình loa bát 30. Thì em đọc lại mã này. Tép neo bi 450 BNC. Tép giờ xếp từ 140-14, mã là L850. Tép từ 120-14, mã là LD253. Và tép 450 của LG từ 120-14, tất cả đều là tép 4-4. Và mình sẽ chạy với bộ mạch phân tần này thì cho ra giải tép cực kỳ tuyệt vời. Bên nhà Tùng Nguyên có làm mấy mẫu phân tần, nhưng mà các bác cứ không biết chọn mẫu phân tần nào thì cứ theo như Tùng Nguyễn, thì cứ lấy các mẫu phân tần mà Tùng Nguyễn đang dựng ở đây thì chất lượng của nó tiếng cực kỳ hay. Đó là mẫu phân tần BL-2, mạch màu vàng, đấy, chạy hai chởi nhôm màu tím, tiếng ra cực kỳ hay luôn. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio review rất là nhanh, thì các bác đọc hàng thì cứ đọc mã cho em, em sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện hoặc gửi xe. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video nhớ like và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn nhé.